đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Bạch Lộc bị phanh phui hẹn hò với trai trẻ, qua đêm ở nhà đàn em Trương Lăng Hắc, phim giả tình thật, cùng Bạch Lộc, Trương Lăng Hắc mất gì? Vu Chính liên tục khẳng định, gà nhà, Bạch Lộc là sao nữ tuyến 1. Mới đây, trang Sina đưa tin blogger giải trí Lưu Đại Chùy cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hắc bí mật hẹn hò. Theo chia sẻ, loạt hình ảnh của Lưu Đại Chùy có thể thấy Bạch Lộc nhiều lần chủ động đến gặp Trương Lăng Hắc. Thậm chí, nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố còn biết rõ mật khẩu nhà ngôi sao sinh năm 1997 và được trợ lý Trương Lăng Hắc đưa đón. Theo lời kể của paparazzi Lưu Đại Chùy, Bạch Lộc đã đến nhà Trương Lăng Hắc ở Hoành Điếm cùng với trợ lý vào lúc 8 giờ 30 phút buổi tối sau khi kết thúc công việc quay phim vào ngày 8 tháng 9. Người trợ lý đã rời đi ngay sau đó, còn nữ diễn viên ở lại cho đến ngày hôm sau. Sáng hôm sau, người nhà đón Bạch Lộc đi. Vào ngày 10 tháng 9, nữ diễn viên lại đến nhà Trương Lăng Hắc và có thể dễ dàng mở khóa vào nhà. Hình ảnh Bạch Lộc ra vào nhà Trương Lăng Hắc còn tạo dáng tay trái tim trước cửa nhà đang gây xôn xao mạng xã hội. Trang Sohu đưa tin, họ nên duyên với nhau trên phim trường Ninh An Như Mộng và bắt đầu qua lại từ đầu tháng 9. Trong video hậu trường, hai người thường xuyên có cử chỉ âu yếm trên trường quay. Ngoài ra còn phát hiện hình ảnh Trương Lăng Hách lén lau vụn bánh kem trên mặt Bạch Lộc, thậm chí còn viết dòng trạng thái tình cảm chúc mừng nữ diễn viên hôm sinh nhật. Trước những nghi vấn hẹn hò, truyền thông đã liên hệ với đại diện của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc, nhưng chưa nhận được phản hồi về tin tức hẹn hò. Bạch Lộc sinh năm 1994, lớn hơn Trương Lăng Hách 3 tuổi. Nữ diễn viên được đánh giá là tiểu hoa đáng chính ít nổi bật, sự nghiệp đang lên, có khả năng cạnh tranh với Triệu Lộ Tư, Dương Tử. Trong khi đó, Trương Lăng Hách mới bắt đầu sự nghiệp, được yêu thích sau thành công của phim Thương Lan Quyết, vừa lên sóng hè 2022. Theo đó, tin tức hẹn hò vừa bị công khai không lâu, Trương Lăng Hách đã mất đi 10.000 fan và leo lên top 1 hot search Weibo. Chưa dừng lại ở đó, còn có người sau khi thoát fan quay lại tung loạt tin xấu về nam diễn viên chính ít. Cụ thể, người này cho biết Trương Lăng Hách từng bị xử phạt vì mang đồ vật nằm ngoài quy định vào phòng thi, cùng bị xử phạt với anh chàng còn có 8 sinh viên khác. Theo đó, có người tố Trương Lăng Hách gian lận khi thi cử, mang điện thoại vào phòng thi kèm theo thông báo của trường cũ làm bằng chứng. Ban đầu, việc này được cho là có hình thức phạt cho nam diễn viên nhưng sau đó lại không áp dụng nữa. Điều đáng nói ở đây là sự đáng sợ của việc thoát fan. Có phải họ còn ghê gớm hơn cả anti-fan hay không? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, vị đạo diễn lắm drama Vu Chính cũng góp vui bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Đại ý bài đăng của Vu Chính là, người đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó, phải chịu được lời đàm tiếu đồn đãi. Kèm theo đó là PR phim mới Quân Tu Ký trên EQEE. Ngoài ra, trong các câu trả lời bình luận của mình, Vu Chính nói rằng không có nữ diễn viên tuyến một nào lại không leo hot search và không có chủ đề bàn tán. Nhiều người suy đoán, Vu Chính đang nhấn mạnh rằng Bạch Lộc hiện tại là tiểu hoa tuyến 1 khi nhắc đi nhắc lại vấn đề này đến 3 lần. Hiện tại, công ty của hai nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về tin tình ái.